Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, sau đây là phần thông báo quan trọng. Hội đồng Quân y Việt Nam cần mỗi hội đoàn đoàn thể cử người đại diện liên lạc với Hội đồng Quân y Việt Nam và Hội đồng Quân y Việt Nam cần đồng bào làm bổn phận của mình phụ giúp Hội đồng Quân y Việt Nam cứu quê hương và đồng bào Việt Nam chúng ta gấp. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, hãy mau mau lập công chuộc tội, bởi vì chúng ta đã gây quá nhiều lầm lỗi và trong đó có quá nhiều tội ác. Những ai chậm trễ làm việc lập công chuộc tội thì sau này sẽ chết sầu muộn và linh hồn sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Tôi cảnh báo cho toàn thể đồng bào Việt Nam được biết rõ, chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Hỡi những người Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, hãy mau mắn lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có thời gian. Và đây là địa chỉ để liên lạc với tôi. Tôi chính đây Y sư Thánh Giống, Minh Vương Việt Nam, người mà toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta đã mong chờ bấy lâu nay, người mà đất nước Việt Nam thân yêu quý mến của chúng ta đang mong chờ. Phụ giúp đồng bào để cùng nhau cứu quê hương đất nước chúng ta. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, mau mắn lập công chuộc tội gấp khi mà chúng ta còn có thời gian. Những ai chậm trễ thì sau này sẽ chết sầu muộn, nghiến răng thì đã muộn. Ông Rồng kết tụ bởi hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ thể hiện ra phụ trợ chúng ta làm việc cứu Việt Nam chúng ta và đồng thời có phần cứu nguy nhân loại.
Sư tử nhà chúa bảy đầu bảy mắt hiện ra trên mây. Sách Khải Huyền có nói về phần này. Khuôn mặt chúa sư hiện ra. Và đây là hình màu gốc. Và đây là hình đậm hơn. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta hiện ra trên mây. Theo lệnh của cha trời, Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra để cảnh báo và hướng dẫn đồng bào Việt Nam chúng ta. Vì đây là thời tận diệt đang chuyển qua thời thánh đức. Đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Không được phép chậm trễ nữa. Tôi trên đây Minh Vương Việt Nam, y sư Thánh Giống. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình ngày hôm nay. Thưa đồng bào quý mến, ngày hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2014. Chúng tôi có mặt tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster để cảm tạ hàng triệu anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống. Và đương nhiên để cảm tạ cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã tỏ hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và những anh hùng chiến sĩ này xác nhận là chúng ta cần phải làm những công việc mà những anh hùng chiến sĩ này đã và đang làm. Đó là công việc vì công bình bác ái thiện lành nhân bản, vì tự do công bình bác ái thiện lành nhân bản. Và chúng ta có bổn phận tiếp tục làm việc của những anh hùng chiến sĩ đã và đang làm, và những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống. Giờ đây chúng ta cần phải làm những gì mà chúng ta cần phải làm về phần vụ của chúng ta. Đây chúng ta thấy khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra tại nơi đây. Và đây là hình dáng một ông rồng thật vĩ đại đang phun lửa để tiêu diệt những kẻ hung dữ ác độc tạo chiến tranh để làm giàu. Những cái đó sẽ bị tiêu diệt bởi quyền năng của những anh hùng chiến sĩ này. Và đây là khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và đây là hình trắng đen, tôi làm hình trong trắng đen để cho đồng bào nhận diện rõ ràng hơn. Ở đây là ông rồng phun lửa rất rõ ràng. Một lần nữa, chúng tôi tường trình tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào đã theo dõi. Và đồng bào có bổn phận phụ giúp tôi thông báo những phép lạ này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đó là lời yêu cầu của hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ bảo tôi phán bảo như thế. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta đã theo dõi. Thưa đồng bào quý mến,
Đây là hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra khi chúng tôi cầu nguyện tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Ông bà đã hiện trên mây và với vóc dáng ông rồng và bà phụng hoàng. Kính thưa đồng bào thân mến, đây là ấn chứng bảo đảm về việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam do Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho qua lời cầu bầu của ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, và cũng như do hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống nhờ hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra trên mây và chúng tôi đã chụp được trên nền trời On County thuộc tiểu bang California. Và khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra. Và nếu chúng ta quay về hướng này, chúng ta thấy một ông rồng thật là vĩ đại đang phun lửa tiêu diệt bọn quỷ sa tăng, cũng như đồng thời tiêu diệt bọn gây chiến tranh để làm giàu. Ở đây tôi cần nói đến bọn tài phiệt quốc tế và bọn cộng sản. Chúng nó như nhau, cũng như lòng tham không đáy của mỗi chúng ta, cũng giống như tội ác của bọn tài phiệt quốc tế và bọn cộng sản, không hơn không kém. Ở đây tôi cần nhắc nhở đến cho tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta, Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, mau mau sám hối gấp, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có thời gian để làm việc lập công chuộc tội. Chúng ta đã quá trễ nải. Đồng bào đã thờ ơ trước sự kêu gọi mà chúng tôi đã kêu gọi từ năm 2000 cho đến bây giờ. Giờ đây đồng bào có bổn phận phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để tôi phụ giúp đồng bào làm việc cứu nguy Việt Nam gấp, và đồng thời đồng bào có bổn phận làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Đó là thông báo những phép lạ vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, vì đây là lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi nhắc nhở cho toàn thể đồng bào nhân loại như thế. Những ai chậm trễ sau này thì nghiến răng thì đã muộn, bởi vì chúng ta đã được ban cho quá nhiều thì đương nhiên Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ đòi hỏi lại nhiều hơn. Đây là địa chỉ để liên lạc với tôi. Đồng bào hãy mau mắn làm bổn phận của mình khi mà còn có thời gian, bởi vì đồng bào Việt Nam chúng ta đã quá trễ nải. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, đây là cơ hội cuối cùng để cho các người lập công chuộc tội trước khi các người nhắm mắt lìa đời. Đừng chờ đợi nữa, bởi vì chúng ta đã quá trễ nải. Một lần nữa, tôi chính đây y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam, và tôi kêu gọi đồng bào ở hải ngoại mau mắn thông báo những tin mừng này đến cho người Việt Nam ở trong nước được biết gấp. Và người Việt Nam ở trong nước cần có những hình ảnh này để cùng nhau ra đường cầu nguyện cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thì Cộng sản Tạo Cộng và Cộng sản Việt Nam sẽ tan rã và sẽ không đổ một giọt máu. Và đây là cơ hội cuối cùng cho chế độ Cộng sản lập công chuộc tội. Và đồng thời đây là cơ hội cuối cùng cho Việt Giang, Việt Cộng lập công chuộc tội. Và đương nhiên, cơ hội cuối cùng cho Việt Kiều lập công chuộc tội. Bởi vì chúng ta đã quá trễ nải, và sự trễ nải này không thể tiếp tục xảy ra được.
cho mỗi đời sống chúng ta và cho mỗi linh hồn chúng ta. Nhớ những gì tôi nhắc nhở theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta được sống. Giờ đây, những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra để cảnh báo cho chúng ta lần sau cùng. Đây là lần sau cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu 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 linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra để cảnh báo nhân loại lần sau cùng trước khi tận thế xảy ra. Đó là tất cả chúng ta hãy mau mau ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Đồng bào nhân loại thân thương quý mến của chúng ta. Be with Jesus and be happy or Satan will get you. Nhớ Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều và tất cả đồng bào nhân loại trên thế giới mau mắn sám hối gấp.